Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Trường Đại học Manitoba có trụ sở tại thành phố sôi động Winnipeg. Đây cũng là trường đại học đầu tiên ở miền Tây Canada. Trường hiện có hơn 27.000 sinh viên và 10% trong số đó là sinh viên quốc tế đến từ 90 nước khác nhau trên thế giới. Bên cạnh đó, trường cao đẳng quốc tế Manitoba và Đại học Manitoba có mối liên hệ chặt chẽ. Trường được đặt ngay trong khuôn viên Đại học Manitoba, đảm bảo cho sinh viên được tiếp cận với chương trình học, giảng viên cũng như trang thiết bị tốt nhất của trường. Chất lượng giáo dục và các giảng viên cũng như sinh viên đã được thế giới công nhận. Và vì sao các bạn nên chọn học tại trường cao đẳng quốc tế Manitoba và trường Đại học Manitoba? Trường cao đẳng quốc tế Manitoba chuyên cung cấp các chương trình chuyển tiếp vào đại học. Tại trường, các bạn sẽ được học trong lớp có sĩ số ít, được sử dụng tất cả các cơ sở vật chất và tiện nghi của trường Đại học Manitoba như thư viện, phòng vi tính, các thiết bị giải trí, dịch vụ y tế, tư vấn nghề nghiệp và chỗ ở. Các chuyên ngành dành cho sinh viên theo học tại trường gồm có kinh doanh, nghệ thuật, khoa học. Chương trình học được thiết kế tương đương chương trình năm thứ nhất đại học. Các buổi học tại trường đều được thực hiện bởi những giảng viên có trình độ, phần lớn trong số họ là giảng viên của trường Đại học Manitoba. Chương trình học của trường được thiết kế khá linh hoạt với 3 kỳ nhập học hàng năm là tháng 2, tháng 5 và tháng 7. Với sự hỗ trợ đặc biệt, sinh viên quốc tế thường có kết quả học tập tốt hơn và đạt điều kiện để nhận được học bổng cho các năm tiếp theo của Đại học Manitoba. Để biết thêm những thông tin về ngành học, học phí của trường, các bạn hãy liên hệ đến Tân Đại Dương để được tư vấn miễn phí về mọi thông tin qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Đại học Manitoba là một trong 3 trường đại học lâu đời và nổi tiếng nhất tại Canada, được xếp hạng 400 trường đại học lừng danh nhất thế giới trong nhiều năm liền, xếp hạng thứ 3 tại Canada và 484 thế giới về việc đào tạo các CEO cho 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Mỗi lớp học có trung bình từ 30 đến 35 sinh viên. Chương trình cho sinh viên thực tập từ 1 đến 3 học kỳ và được hưởng lương trong quá trình học. Cơ hội việc làm định cư sau khi tốt nghiệp. Chính sách ưu đãi thuế thu nhập cho phép bạn nhận lại thêm 60% học phí đã đóng trong thời gian học. Chính sách này được áp dụng cho người sống và làm việc tại tỉnh Manitoba. Chương trình đào tạo của trường về tiếng Anh bổ sung dành cho những học sinh không đạt yêu cầu về tiếng Anh tối thiểu để vào học chính. Chương trình tiếng Anh kết hợp dành cho những sinh viên chỉ còn thiếu một chút yêu cầu về đầu vào tiếng Anh. Chương trình này sẽ kết hợp 15 giờ tiếng Anh mỗi tuần và một hoặc hai môn học trong chương trình chuyển tiếp vào đại học. Chương trình chuyển tiếp vào Đại học Manitoba dành cho học sinh hết lớp 11. Đây là cầu nối từ trung học phổ thông lên chương trình đại học, được thiết kế giúp cho sinh viên có thể theo học các chuyên ngành kinh doanh, khoa học và nghệ thuật ở Đại học Manitoba. Dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông là chương trình dự bị tương đương năm thứ nhất đại học, giúp sinh viên có thể chuyển tiếp lên năm thứ hai tại đại học. Yêu cầu, chương trình dự bị đại học phải hoàn thành chương trình lớp 11, điểm trung bình từ 6 chấm trở lên. Chương trình đại học hoàn thành chương trình lớp 12, điểm trung bình từ 6 chấm trở lên. Để được tư vấn miễn phí về chương trình du học tại Canada cũng như là các nước, các bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Và hiện nay, công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Các bạn có thể truy cập vào các website của công ty để tìm hiểu thêm tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Và thưa anh Bảo Anh, câu đầu tiên mà Trúc Giang muốn hỏi anh là hiện nay ngoài sinh viên Việt Nam thì còn có các bạn sinh viên ở khắp nơi trên thế giới đang học tập tại Canada. Bởi vì là Canada là một quốc gia có một cái nền giáo dục tiên tiến, một môi trường học tập hiện đại, một nền kinh tế phát triển. Ngoài những vấn đề đó thì Canada còn là một trong những nước được đánh giá là nơi đáng sống nhất trên thế giới. Như vậy thì xin anh chia sẻ rõ hơn về vấn đề này để các bạn du học sinh được biết ạ. Thì Canada có rất là nhiều ưu điểm cho các bạn du học sinh để các bạn du học sinh đi theo học. Ưu điểm thứ nhất là Canada có sự đầu tư rất là cao cho nền giáo dục của Canada. Thực tế là Canada là đất nước có đầu tư cho giáo dục cao nhất trong khối G8. Và mỗi một năm Canada chi ra là 7,1 GDP
một năm cho sinh viên quốc tế cũng như sinh viên trong nước cao hơn rất là nhiều so với các nước khác là 6,1% GDP. Ưu điểm thứ hai là Canada là một trong những quốc gia có chất lượng sống cao nhất trên thế giới. Các bạn cứ tưởng tượng là trong top 15 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới thì Canada đã chiếm 3 trong số 15 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới là Vancouver, Toronto và Ottawa. Ưu điểm thứ ba là Canada có mức chi phí rất là cạnh tranh cho cái việc học cũng như chi phí sinh hoạt cho du học sinh khi các bạn du học sinh đến du học tại Canada so với lại những nước phát triển khác như là Mỹ, Úc hoặc là Anh Quốc. Nhưng ở tại Canada chi phí rất cạnh tranh, cho bậc đại học là có khoảng 10.000 đô la Canada cho việc học một năm, đến 12.000 Canada cho việc học một năm. Và chi phí sinh hoạt cũng rất cạnh tranh, cỡ tầm 10.000 đến 12.000 đô la Canada một năm. Điểm cuối cùng cần phải kể đến khi các bạn đi du học ở tại Canada thì bằng cấp tại Canada rất là có giá trị. Không những có giá trị, bằng cấp Canada còn có thể dùng để liên thông lên chương trình sau đại học hoặc thạc sĩ tại các nước phát triển khác như là Mỹ, Úc hoặc là Anh Quốc. Khi các bạn đi du học thì bên cạnh cái môi trường học tập, chi phí học tập, các bạn du học sinh còn quan tâm đến việc mở thẻ visa, master, cũng như là cái việc chuyển tiền từ phụ huynh đến cho các bạn. Không biết là chị Quý Nhi có thể giúp các bạn tư vấn rõ hơn về vấn đề này ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của Trúc Giang. Thì về phần chi phí sinh hoạt của sinh viên quốc tế tại Canada trung bình từ 10 đến 12.000 đô la một năm. Vé xe buýt một chiều tầm khoảng từ 2 đến 3 đô la một chuyến. Bữa ăn trung bình tầm khoảng từ 5 đến 10 đô la một bữa. Và thư gửi trong nước ở Canada là 0,5 đô la một lần. Còn về phần chuyển tiền hay là mở thẻ visa master chính phủ cho phụ huynh và học sinh, hiện nay công ty Tân Đại Dương chúng tôi liên kết với rất là nhiều ngân hàng, ví dụ như là Exim Bank, ACB, Vietcombank v.v. Nên khi học sinh làm hồ sơ tại công ty thì công ty sẽ hướng dẫn cụ thể hơn cho các bạn trong việc mở thẻ chính và thẻ phụ. Và thẻ chính và thẻ phụ có nghĩa là khi phụ huynh ở Việt Nam bỏ bao nhiêu tiền vào trong thẻ thì học sinh ở bên Canada sẽ nhận được bấy nhiêu tiền. Và để quản lý chi tiêu của du học sinh thì quý phụ huynh có thể quy định hạn mức mà học sinh có thể rút được trong một ngày. Hoặc trong trường hợp phụ huynh chuyển tiền vào trong tài khoản ngân hàng cho du học sinh thì các bậc phụ huynh nên mang theo giấy tờ cá nhân và giấy tờ học tập liên quan đến số tiền học phí của học sinh ở bên Canada để ngân hàng có thể chấp nhận chuyển tiền. Còn mở tài khoản ngân hàng như thế nào thì khi mà qua đó học thì trường ở bên Canada sẽ hướng dẫn cụ thể hơn cho các bạn.